Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Ông bà Tổ tiên muốn nói gì với bạn lúc này? Và đây là những trò bày chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. À, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi. Ông bà tổ tiên muốn nhắn nhủ điều gì với bạn lúc này? Và đây những trò bày chung mê nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chưa nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Ở đây mình thấy các bạn tụ một dạo gần đây có thể bạn chứng kiến rất là nhiều điều trong cuộc sống Và có thể là đối với bạn hiện tại bạn rất là mong muốn, hy vọng là mình sẽ có thật là nhiều tiền bạc trong thời điểm này ừ. à, Một số bạn đang muốn gọi là khai trương, muốn làm ăn gì đó Và có thể là một số bạn muốn mở rộng phát triển nhiều thứ hơn nữa Tuy nhiên thời điểm này mình thấy các bạn muốn làm gì thì nên tập trung vào một thứ thôi Và có một sự gọi lên kế hoạch kỹ lưỡng và thực hiện các bạn ôm đờm nhiều thứ là các bạn rất là dễ gọi là mất thời gian cũng như là không biết mình phải xử lý hoặc quản lý ra sao thì rất là dễ gọi là tốn công tốn sức mà không có kết quả nào hết mình thấy tổ tiên có sự quan tâm đến bạn rất là nhiều trong thời điểm này đó và các bạn cũng được nhắc nhở hay có sự quan tâm chính mình quan tâm đến gia đình của các bạn đặc biệt là những người lớn tuổi cũng như con trẻ trong nhà à. đây mình thấy thay là bạn là một người có cái nguồn ánh sáng tích cực lạc quan rạng rỡ À, có thể là trong cuộc sống của bạn hiện tại cũng có nhiều điều bạn cảm thấy có sự gọi là bất an nhưng mà bạn à, mình thấy các bạn vẫn luôn hướng về cái tương lai tích cực nhất ừ. các bạn hy vọng rằng mọi thứ khó khăn nó sẽ kết thúc và hy vọng rằng một cái tương lai tươi sáng hơn nó sẽ được chiếu rồi ở đây một số bạn có thể là bạn đang ở nước ngoài các bạn rất là nhớ thương quê nhà ừ. và bạn rất là quan tâm đến người thân của mình hoặc là một số bạn có thể là bạn đang ở việt nam nhưng mà bạn lại rất là mong muốn học ngoại ngữ hoặc bạn rất là muốn đi làm việc ở nước ngoài chẳng hạn để có tiền để có thể phụ giúp gia đình cha mẹ vân vân và mình thấy các bạn cũng là một người có một sự cởi mở biết học hỏi biết phát triển và đồng thời có thể các bạn có một sự gọi là rất là thích mở rộng bạn bè quốc tế chẳng hạn muốn học hỏi ở những cái điều hay của người khác để bạn có thể phát triển cuộc sống của mình tốt hơn Và mình thấy các bạn sắp kết thúc một cái chu kỳ, một cái giai đoạn cũ Hoặc là có thể là những cái điều gì đó mà bạn đang hoàn thành, bạn đang ước mong Thì nó sắp được hoàn thành, nó sống được gọi là trọn vẹn rồi Đây sẽ là cái thời điểm mà các bạn có thể là đầu tư thời gian công sức vào cái điều bạn muốn Thì có thể sẽ được ơn trên hỗ trợ để bạn có thể gọi là hình thành nó Hoặc là có thể biến ước mơ của mình trở thành hiện thực thấy không? Thời điểm này mình thấy các bạn ăn uống cẩn thận kỹ lưỡng một chút, ăn chín uống sôi À, để tránh những vấn đề liên quan đến rối loạn tiêu hóa dạ dày hoặc là tào tháo rượt nha. Cũng như đừng ở ngoài nắng quá lâu, rất là dễ bị sốc nhiệt. Mình thấy thời điểm này bạn chính là chỗ dựa tinh thần cho người khác, đặc biệt là người thân của các bạn. Những năng lượng tích cực, những lời khuyên hợp lý, những cái sự gọi là vui vẻ, nụ cười của các bạn giúp cho mọi người có thể xóa tan được những nỗi lo lắng bất an mụn phiền đó. Một số bạn ở đây rất là thích ăn dưa hấu ha, hoặc là mình thấy có thể là bạn cũng nên bổ sung nước, nè bổ sung vitamin hoặc là có thể nên ăn nhiều trái cây hơn trong thời điểm này. Đặc biệt là những cái thực phẩm giúp cho bạn có thể bổ máu đó. tổ tiên muốn nói gì với bạn lúc này Wow. ở trong cha bài của bạn có rất là nhiều cái lá đầu xanh nha ừ. cho nên là những điều gì đó tâm tối trong cuộc sống của bạn nó uh, sắp được gọi là lụi tàn và sắp uh, đưa các bạn đến cái giai đoạn tươi sáng hơn ừ. tổ tiên muốn nói với bạn hãy có một cái sự tin tưởng và tài năng của bạn trong cái thời gian biến đổi này à, và ngoài ra hãy có sự cảnh giác vì cái sự thay đổi nó đang đến rất là gần rồi cái năng lượng xung quanh cuộc sống của bạn nó đang có sự biến chuyển, xoay chuyển trong thời điểm này ừ. và mặc dù nó có thể là không phải lúc nào cũng thoải mái nhưng mà bạn được trang bị tất cả những gì cần thiết để có thể tồn tại trong cái sự thay đổi này ha và bạn đang có cơ hội để có thể tiếp cận những không gian mà bạn chưa từng gặp trước đây và đôi khi có thể điều này nó khiến cho bạn cảm thấy là khó khăn nhưng mà hãy cởi mở với những cái thay đổi đang xảy ra vì nó thực sự là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn những cái trải nghiệm bị săn đuổi hoặc là bị đe dọa hoặc là bất an giờ đây nó đang ở phía sau các bạn rồi bạn đang được mời ra khỏi hang và bộc lộ vinh quang và tài năng của mình rồi đầu tiên đang thúc đẩy để bạn có thể nhìn nhận được con người thật của mình và tin tưởng vào cái tài năng của bạn để trở thành một cái người giỏi nhất có thể trong thời đại của sự thay đổi này đó và bạn là một người có trực giác rất là cao cho nên hãy chú ý đến trực giác cũng như những cái thông điệp dạo gần đây bạn cảm nhận được hoặc là mơ thấy được Uhm. năng lượng của mặt trăng đang bao quanh cuộc sống của các bạn cho phép các bạn hiểu được những gì đang cản đường mình và không phải mọi thứ đều như cái vẻ bề ngoài của nó và bạn phải sử dụng sự hướng dẫn từ bên trong cái trực giác của các bạn để có thể có cái nhìn sáng suốt nhất các bạn đôi đang được gọi là thôi thúc à, sử dụng trực giác cũng như phát triển được cái hành trình tâm linh của các bạn mọi thứ đang được tăng lên cho nên là hãy lưu ý đến những cái cảm giác nảy sinh vào thời điểm này ha. Chúng là cái thông điệp đến từ uh, thiên thần vũ trụ của Đấng Bảo Hồ Thiên Liên đó. Và mặt trăng nó chiếu ánh sáng của nó vào tất cả những gì được giữ trong bóng tối. Cho nên là bạn hãy tự hỏi bản thân của bạn xem bạn có đang né tránh điều gì hoặc là từ chối giải quyết một cái việc quan trọng hay không. Và nếu như uh, thật sự là như vậy thì có thể bạn đang giam giữ đang bị nó giam giữ trong bóng tối khi mà số phận của bạn à, cần phải được đưa ra ánh sáng có thể một số bạn các bạn đang cảm thấy ai đó họ không có thành thật với mình à, bạn hãy biết rằng cái điều đó sớm sẽ được tiết lộ ha, để bạn có thể biết mà bảo vệ chính mình ừ. mọi thứ sẽ được tiết lộ trong thời gian tới và bạn đừng tin tưởng người khác quá mức Yeah. và sau khi mặt trăng mà nó có một sự gọi là trôi qua thì mặt trời lại ló dạng là sau đêm tối thì lại ánh bình minh có sự là rực rỡ rồi thì các bạn cũng sẽ có sự tận hưởng thành công và sự hạnh phúc thôi nha yeah. hãy biết rằng những cánh cửa đang mở ra cho các bạn ừ. cho nên là bạn đang có những cái ý tưởng dự án gì đó mới thì hãy kết nối với ngọn lửa bên trong của mình để các bạn có thể mạnh mẽ tiến về phía trước các bạn đang được bao quanh bởi độ sáng của mặt trời vào thời điểm này các cơ hội để bạn có thể cảm nhận và thành công đang quay cuồng và nhảy múa xung quanh các bạn đó các mối quan hệ và tình bạn của bạn nó sẽ tiến triển với niềm vui và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thăng hoa hơn nếu như một số bạn dạo gần đây các bạn cứ ở trong phòng ở những nơi ẩm thấp không có ánh sáng thì đã đến lúc các bạn cần phải ở một cái nơi nào đó sáng sủa hơn đầy nắng hơn để bạn có thể tận hưởng được cái sự ấm áp và vui vẻ hơn và cái năng lượng mặt trời nó mang lại cái sức khỏe và sức sống và có thể tiếp thêm cái sinh lực và ấm áp nó có thể khuyến khích mọi thứ phát triển nha ừ. à, năng lượng của sự mở rộng nó đang ở bên các bạn và lúc này bạn đang được cung cấp cơ hội hoàn hảo để có thể tiến lên phía trước ở đây mình thấy có thể là nếu à, bạn đang có một cái câu hỏi gì đó thì câu trả lời là yes là có ha. và nếu như các bạn muốn mang lại một cái điều gì đó cho cuộc sống hoặc sẵn sàng thực hiện một cái bước mới trong một mối quan hệ thì đã đến lúc nha, các bạn gọi là bước vào cái không gian này ừ. và các bạn đang được gọi là kích hoạt mở rộng cái khả năng phép màu bên trong các bạn Ha, các bạn là những người có sức mạnh phi thường bên trong đó và bạn là câu trả lời à, bạn có tất cả những câu trả lời khi bạn có sự gọi là nhìn vào bên trong của mình và ngoài ra bạn cũng là một người rất là mạnh mẽ và có khả năng định hướng ý định cũng như ý chí của các bạn nhưng mà cái sức mạnh của bạn chỉ có thể trở nên mạnh mẽ khi mà bạn sở hữu nó ha cho nên là tổ tiên ông bà của bạn muốn các bạn hãy dành thời gian để có thể nhìn nhận cái điều đó và hãy có sự cống hiến bản thân cho một cái mục tiêu và biến nó trở thành hiện thực đó là một món quà thực sự mà bạn đang được hướng dẫn để có thể nhận ra ngay bây giờ và ngoài ra ở đây mình thấy đã đến lúc các bạn còn phải gọi là bước vào cái quyền lực của các bạn rồi à, đầu tiên đang thúc đẩy các bạn trở thành một cái người lãnh đạo ừ, bạn là một người có khả năng gọi là chịu trách nhiệm cũng như là quản lý tốt cuộc sống của mình và đừng ngại trở thành một cái người dẫn dắt hoặc là sử dụng giọng nói của bạn hãy mạnh mẽ lên Và ngoài ra ở đây thì mình thấy các bạn là những người có lòng tốt, các bạn có những món quà để có thể chia sẻ và cho đi cho nên là đừng có cảm thấy xấu hổ hoặc là cảm thấy tự ti rụt rè hãy có sự gọi là phát triển toàn bộ những kỹ năng thiên bẩm của các bạn. Bạn có nghị lực để bạn có thể gọi là vượt qua những cái drama những cái tiêu cực trong cuộc sống của mình nha. Và bên cạnh đó hãy có những hành xử đúng và có sự gọi là tinh tế, khôn ngoan à, trong cách ứng xử giao tiếp, bởi vì bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì mà bạn gọi là thực hiện trong thời điểm này. À. và bạn đang được khuyến khích trở thành một ông chủ thay vì các bạn trở thành một cái người làm công nha. bạn có tiềm năng tiến lên ở cấp độ chuyên nghiệp nhất, nhưng chỉ khi các bạn hành động với cái quyền hạn và cho thấy à, bạn thực sự là ai. À. Đây là thời điểm các bạn sẽ có sự vươn lên và chiến thắng đường nghịch cảnh của cuộc đời mình đó. Và tổ tiên muốn cho bạn biết rằng thời điểm này các bạn đang được kết nối rất là mạnh mẽ với các cõi tâm linh thần thánh. Thiên thần vũ trụ có đóng bảo hộ thiên liêng đang có một cái sự gọi là uh, bao bọc xung quanh cuộc sống của các bạn và rất là hy vọng bạn sẽ gọi tin tưởng và mời gọi các ngài bước vào để giúp cho bạn có thể thực hiện uh, biến ước mơ của mình trở thành thực tế nhất ha. trí tuệ và có sự thông minh của các bạn đang được gọi là đổ tràn ha. và ngoài ra có thể là bạn đang được thúc đẩy rất là nhiều để làm cái điều gì đó có lợi cho bản thân cũng như cho mọi người thì thời điểm này các bạn đang được ơn trên gọi là giúp cho bạn có thể quét sạch được cái mạng nhện và bụi khỏi tầm nhìn bên trong các bạn. Những gì mà bạn thấy trong giấc mơ và tầm nhìn bên trong không phải là trí tưởng tượng mà đó là sự hướng dẫn. Đặc biệt nếu nó đến với bạn nhiều lần và có tiềm năng sẽ trở thành hiện thực. Nha, đây là một cái lời khẳng định. Ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực hoặc có những cái giấc mơ dự báo gì đó có khả năng nó sẽ trở thành hiện thực cho nên là bản thân bạn cũng phải có những cái sự gọi là um, chuẩn bị kỹ lưỡng nếu như có những cái giấc mơ nào đó nó không được gọi là tốt đẹp thì mình cũng có một sự đề phòng chuẩn bị như là một lời cảnh báo cho các bạn à, để tránh như thiệt hại tổ tiên của bạn biết bạn đang rất là mệt mỏi cho nên là đôi lúc các bạn cần phải dành thời gian để bạn có thể nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe để tiếp tục phát triển hơn nữa um khi mà bạn có sự gọi là thư giãn thì có những cái thông tin cần thiết nó có lợi cho các bạn đó. Bạn là một người làm việc rất là chăm chỉ và đã cống hiến hết mình cho cái tình hình hiện tại. Và có thể hiện tại các bạn đang trở nên rất là cạn kiệt, à, cảm thấy có một sự gọi là bị rút cạn năng lượng thì các bạn cần phải nạp lại năng lượng. Ừ, bạn cần phải lùi lại một bước vào lúc này. Hãy có một cái sự gọi là đừng vội vàng hấp tấp trong mọi việc kiên nhẫn và kiên trì. Và nếu như các bạn có điều gì đó có để có thể gọi là nói hoặc làm nó có thể tác động lớn hơn đến cuộc sống của các bạn thì bạn đừng vội vàng, đừng lao vào mà các bạn hãy dành thời gian để suy nghĩ sâu sắc thậm chí là chiêm nghiệm trước khi mình tiến về phía trước ha. Thông thường khi mà bạn có sự lao vào bất cứ điều gì mà trong cái trạng thái mà các bạn không tìm hiểu hoặc không có kế hoạch rõ ràng các bạn rất là dễ tạo nên cái sự phá hoại. Ừ. Cho nên đôi khi cũng phải chiêm nghiệm và lắng nghe sự thông thái của tâm hồn mình trước khi bạn tiến xa hơn Và mình thấy có khả năng là mùa hè năm sau sẽ là một cái thời điểm mà các bạn có thể đứng dậy mở rộng đôi cánh của bạn và tỏa sáng Hoặc là những cái dự án kế hoạch của bạn nó sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng nó sẽ trở thành hiện thực nha Và các bạn sẽ có cơ hội hoàn hảo để bạn có thể tận hưởng những thành quả lao động của mình Ánh sáng nó sẽ đến và xua tan đi bóng tối và cái sự rõ ràng nó cũng sẽ đến cho các bạn Cho phép các bạn biết chính xác cái vị trí của mình Và cách mà bạn có thể tiến lên phía trước Và các thiên thần cũng như tổ tiên hướng dẫn Đang khuyến khích các bạn hãy tận hưởng khoảnh khắc này Và không nên dọ dàng về phía trước Bởi vì đây là thời gian cho niềm vui Sự tận hưởng và mở rộng Và có một cái cơ hội lớn Để bạn có thể thêm năng lượng Sự sáng tạo và cảm hứng Để các bạn có thể gọi là à, Có sức sống trở lại ha những điều gì mà đang đến với các bạn nó có thể là nguồn cảm hứng trực tiếp từ thiên liên đó ừ. cho nên hãy biết rằng cái thời điểm mùa hè sắp tới sẽ làm mở ra cho bạn những nguồn năng lượng quan trọng liên quan đến câu hỏi hoặc là ý định hoặc là dự định dự án gì đó của bạn nó sẽ thành công tốt đẹp Và mùa hè năm sau nha cho nên là ngay từ bây giờ là mình à, nghỉ ngơi hợp lý là mình có kế hoạch rõ ràng mình khỏe lại mình sẽ bắt tay vô hành động Ông bà tổ tiên muốn nói gì với bạn lúc này? Có thể các bạn đang trải qua một cái giai đoạn cảm thấy thiếu thốn tiền bạc, tài chính, à, mọi thứ có sự bế tắc. Và bên cạnh đó có thể là các bạn cảm thấy rất là lẻ loi, cô đơn, trống trải hoặc nhiều đêm mất ngủ, lo lắng về vấn đề cơm áo gạo tiền. Hoặc một số bạn có thể là đang thất nghiệp nữa. Ừ. Nói chung là bạn đang cảm thấy một sự điều hưu trong cuộc sống của mình Lo lắng hoặc là có rất là nhiều những cái biến động trong cuộc sống đang diễn ra hiện tại à, Mình thấy à, Một số bạn các bạn là những người có tấm lòng rất là tốt nha Các bạn thấy mọi người gặp những hoàn cảnh khó khăn như bão lũ hiện tại Các bạn cảm thấy rất là đau lòng luôn Các bạn ước gì mình có thể có tiền để mình có thể giúp đỡ người khác ừ. Nhưng mà đôi khi có thể lực bất tòng tâm à, Tuy nhiên thì mình thấy bạn chỉ cần sống tốt và biết gọi là chia sẻ trong khả năng của các bạn nha. Yeah. Thì bạn cũng đã tạo nên một cái giá trị hoặc là tạo nên một cái gương mẫu để cho những người khác họ làm theo. Ở đây mình thấy là tổ tiên muốn bạn biết rằng cái thời điểm khó khăn nó sẽ qua thôi, nó chỉ mang tính chất tạm thời thôi. Ừ. Có thể trong vòng năm tháng tới hoặc là tháng 5 năm sau sẽ là cái thời điểm sẽ có sự biến chuyển. Ước mơ của bạn nó sẽ trở thành sự thật. Các bạn từ năm tiền mà các bạn tới 10 tiền nè cho nên là cuộc sống của bạn sẽ có sự sung túc đủ đầy trở lại và gia đình của bạn có sự bình an vui vẻ tràn ngập tiếng cười thời điểm này nếu như bạn có thể giúp đỡ ai đó bằng lời khuyên tiếng nói nụ cười hoặc là bất cứ điều gì thì bạn hãy giúp đi trong khả năng của các bạn đặc biệt là những người đang gặp khó khăn ở vùng bão lũ nha đây là cơ hội rất là tốt để bạn có thể tạo nên phước đức hồi hướng công đức cho ông bà cũng như là cắt được những cái nghiệp quả nghiệp nợ các bạn ha, giảm bớt rất là nhiều những cái tội của mình đó à, bởi vì bạn càng giúp được nhiều người thì à, các bạn sẽ càng gọi là được gọi là hưởng lợi từ cái điều đó Phước đức của bạn có sự gia tăng và gia đình của bạn nó được an toàn được bảo vệ che chở cho đi sẽ được nhận lại từ ân trên và bạn sẽ có nhiều nguồn tài nguyên hơn nha bạn từ 5 đến 10 có nghĩa là bạn nhân đôi rồi gấp đôi cái nguồn tiền mà bạn đang có hiện tại nha, sự dồi dào nó có sự ăn chắc mặt bền trong cuộc sống của các bạn thậm chí một số bạn có thể có nhà có cửa hoặc là đến một cái nơi khác sinh sống phù hợp với bạn hơn nó có khả năng là một cái nơi an toàn là may mắn cho các bạn ừ, từ đó bạn có thể là công việc tiền tài của bạn nó có sự gọi là mở rộng nha đơm hoa kết trái và bên cạnh đó thì có thể các bạn cũng sẽ có một cái sự gọi là nên nâng cao kỹ năng tay nghề à, cố gắng quyết tâm à, nỗ lực chăm chỉ ừ, muốn cái gì đó thì mình phải có thời gian mình nghiên cứu mình học hỏi mình phát triển À, chưa đừng có vội vàng hoặc là kiểu như là cứ kiểm soát kết quả hoặc là chưa học bồi lo học chạy thì sẽ không thành công sẽ rất là dễ thất bại và rất là dễ gọi là hối hận tiếc nuối cho nên các bạn cần phải ý thức cái điều đó bạn tay nghề bạn càng cao kiến thức bạn càng nhiều bạn càng có nhiều kinh nghiệm trải nghiệm thì các bạn càng gọi là bước lên đỉnh vinh quang nha và đặc biệt cái vinh quang của bạn nhiều nhất đó là tiền nha À, một số bạn ở đây thì mình thấy tổ tiên muốn nhắc nhở các bạn là không nên thức khuya nhiều quá, nên ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe của các bạn và ảnh hưởng đến trí não cũng như có những cái vấn đề liên quan đến não bộ đó rối loạn tiền đình, rồi um, mất máu, uh, vân vân, ừ, mất mờ, đủ thứ đủ điều hết. cho nên hãy có một cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe của mình một cách lành mạnh nhất, ăn uống hợp lý nhất, ha, tập thể dục, rồi uh, nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc và đừng xem màn hình nhiều quá trong thời điểm này để bảo vệ sức khỏe bởi vì sức khỏe của bạn rất là quý bạn muốn có nhiều tiền bạn muốn tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trước tiên mà phải có sức khỏe bạn mới có thể gọi là tiến hành những cái điều này được cho nên là hãy đừng tập trung quá nhiều những cái lo lắng hoặc bất an hoặc chuyện của người khác mà hãy tập trung vấn đề chính yếu của mình đó là sức khỏe bản thân sự nghiệp gia đình và tương lai của các bạn cũng như cuộc sống tìm kiếm niềm vui niềm hạnh phúc qua hiện tại nha yeah, mình thấy là như vậy và đây là chỉ là có khả năng một số bạn là khoảng 21 phần một số bạn ở đây là những cái bài học mà bạn đang học á nó là bài học cuối cùng rồi nha yeah, là bạn sắp kết thúc hoàn thành xong cái khóa học của mình hoặc là kiểu như các bạn sắp gọi là trả xong cái nghiệp nợ nghiệp chứng gì đó hoặc là thổ tiên của bạn à, nhờ vào cái giai đoạn các bạn gọi là cầu nguyện các bạn gọi là tạo thêm nhiều phước đức và hồi hướng công đức các ngày có sự gọi là kết thúc được cái giai đoạn gọi là à, dướng mắt À, nghiệp nợ và có thể sẽ được gọi là uh, nhẹ tội hoặc là ước mơ được lên thiên đàng có khả năng sẽ được trở thành hiện thực nha không chỉ bạn cứu một người bạn cứu được rất là nhiều người luôn đó trong dòng tộc của các bạn ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên của các bạn đó nha mình thấy là như vậy thậm chí có những đứa bé nữa thời điểm này các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến con cháu trong nhà những đứa bé trong nhà các bạn yêu thương dạy dỗ ha, để chúng trở thành một người tốt một người có tấm lòng tốt bụng biết chia sẻ biết quan tâm đến mọi người tấm gương bạn chính là tấm gương để con trẻ noi theo bạn sẽ để lại ấn tượng rất là sâu sắc và có sự gọi là được con cháu con trẻ của mình có sự kính trọng rất là nhiều trong thời điểm này đó nếu như bạn luôn gọi là cố gắng hoàn thành làm việc tốt tích cực nhất một số bạn ở đây mình thấy học ngoại ngữ thì bạn sẽ thành công thôi các bạn chỉ cần kiên trì thôi cố gắng có, sẽ có những cái nguồn thông tin đến hoặc là có những cái điều gì đó. Những người quý nhân hỗ trợ bạn bè quốc tế nói chung là sẽ có những cơ hội để giúp cho bạn có thể phát triển cái khả năng của mình à, thành công trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Ừ. Và nếu như bạn bỏ lỡ cái thời điểm này, các bạn cứ ngồi đó bạn quan sát rồi bạn gọi là chán trường rồi bạn thất vọng về cuộc sống, bạn lo âu, bạn sợ hãi với những cái điều biến cố đang đến. Các bạn không làm gì hết cũng không có nỗ lực quyết tâm, các bạn có sự buông xuôi tất cả, các bạn sẽ hối hận mày sói hối hận vì bạn bỏ lỡ một cái thời điểm cực kỳ tốt đẹp để bạn có thể bước sang một cái giai đoạn chuyển đổi hoàn toàn là tích cực cho các bạn một tương lai tươi sáng đang chờ gọi các bạn rồi nha và hãy tiếp tục tin tưởng hãy tiếp tục cầu nguyện hãy tiếp tục biết ơn chân thành với những gì mình đang có ừ. thậm chí mình đang rơi vào khó khăn hãy có sự biết ơn bởi vì mình vẫn còn sống nha. còn thở là còn gỡ nha ừ mình thấy các bạn không chỉ tạo có được một ước mơ mà nhiều ước mơ sẽ được đến và các bạn cũng sẽ biết chia sẻ ước mơ của mình cho người khác. Ừ, đây là một cái điều tốt nó giúp cho cái uh, cái gốc rễ của sự dồi dào nó có sự gọi là uh, đẻ nhánh chi chích nè à, và cái cái sự giàu có bạn sẽ có sự bình vững. Ừ. thì mình thấy là như vậy và ở đây một số bạn các bạn cảm thấy thua thủi một mình cô đơn lẽ lo chiếc bóng <laughs> Thì bạn đừng lo các bạn sẽ tiến đến hôn nhân, nhưng mà sẽ đến đúng đến thời điểm thời cơ. Bạn phải lo cho cái vấn đề bản thân mình trước, công việc sự nghiệp của mình có sự vững vàng trước. Bạn cần phải thực hiện ước mơ riêng của bản thân mình trước ha, rồi sau đó bạn sẽ gặp được cái người phù hợp để tiến đến hôn nhân các bạn và có thể cái người này được tổ tiên dẫn dắt hoặc là người này có cái gọi là kiểu tình yêu tiền kiếp tìm về một cái người có định được định mệnh sắp sẵn sắp đặt sẵn cho các bạn rồi các bạn không cần phải lo cái vấn đề đó đâu bây giờ mình phải lo cho kinh tế cho cái sự phát triển của bản thân cũng như yêu thương gia đình các bạn cố gắng trở thành một cái người tốt vững chắc thì những cơ hội sẽ được mang đến cho các bạn ừ. mình thấy là như vậy thời điểm này các bạn không vội vàng đầu tư gì hết cẩn thận để tránh mất tiền ha và ngoài ra như mình nói, có những người không giống như những gì bạn nghĩ Cho nên các bạn hết sức thận trọng Để tránh gọi là đầu tư tiền bạc sai người Hoặc cho vay mượn nợ, mượn tiền gì đó không trả ha, Hoặc là đừng có vay mượn tiền dùng cho người khác trong thời điểm này Các bạn còn phải hết sức gọi là suy nghĩ thận trọng, tỉnh táo trước khi bạn làm Và bạn hãy tin vào trực giác của các bạn ừ, Và đây cũng là thời điểm các bạn sẽ kết thúc được những cái nợ nần, những cái nghiệp nợ, nghiệp chướng gì đó Với những người có bài học với các bạn À, giống như người yêu cũ nè <laughs> hoặc là những người hàng xóm gì đó không tốt vân vân đây sẽ là thời điểm các bạn hãy tha thứ hãy buông bỏ hãy có sự cắt đứt cái sợi dây ràng buộc này bằng cách không cần phải oán trách oán giận hoặc ghim hoặc là gọi là trả thù gì cả cứ tha thứ tất cả buông xuôi những cái là những cái vấn đề đó tất cả đừng quan tâm đến họ nữa quan tâm về việc chính yếu các bạn thôi ừ. bạn tha thứ bạn sẽ được thứ tha nè ừ. cho cuộc sống của bạn à, cái phần thưởng dành cho bạn đó là một cuộc sống gia đình hạnh phúc Giàu có về tiền bạc, ước mơ trở thành sự thật, một số bạn còn có cơ may trở thành một người nổi tiếng và bạn càng có thể giúp được nhiều người, càng có thể lan tỏa được cái giá trị tích cực thì um, gia, dòng tộc của bạn càng được hưởng lợi nha yeah. và chính các bạn nữa đó, à, thậm chí là con cháu của các bạn um, sẽ được gọi là kế thừa uh, tiếp tục cái uh, nguồn phúc đức đó. Còn bạn nào muốn đi nước ngoài thì mình thấy có thể là bạn nên quan sát cái thế cuộc hiện tại ha. Bạn có một cái sự dưỡng chắc, chỗ dựa vững chắc hoặc là bạn có ngoại ngữ hoặc là bạn có cái sự tự tin thì bạn có thể uh, thực hiện cái ý định đó. Còn nếu như bạn cảm thấy chơi vơi, lạc lõng không biết gì hết thì các bạn nên thận trọng để tránh có sự hối hận nè ừ. Hoặc là có những người lừa gạt lợi dụng nữa cho nên mình phải biết về tin tức, mình phải biết về luật lệ mình phải có sự nắm giữ mình cảm thấy an toàn rồi mình mới làm nha còn không thì các bạn sẽ rất là chơi vơi và chênh vênh kiểu như là có sự gọi là um, hối tiếc um, vô cùng lớn vô cùng nhiều à, ở đây mình thấy sẽ có những người tương trợ hỗ trợ giúp đỡ các bạn về bất cứ điều gì mà bạn cần nha à, bạn chỉ cần hỏi thì sẽ có người gọi là được mang đến để hỗ trợ các bạn ở đây à, bạn có thể cầu nguyện ơn trên để giúp cho bạn có thể làm có những quý nhân để giúp cho bạn có thể hiểu rõ vấn đề hoặc là tổ tiên của bạn sẽ đưa đẩy những cái người đó đến để cho bạn có thể rõ ràng mọi thứ, không còn bị gọi là mù mờ để bạn có những quyết định sáng suốt phù hợp cho bản thân. Và ở đây mình thấy có thể tổ tiên của bạn có một cái người muốn rất là muốn gọi là cái nói với bạn đó là một cái người ông hoặc là một cái người chú hoặc cái người gọi là mang nguồn năng nguồn năng lượng nam hoặc là một người anh gì đó người này khá là à, chăm chỉ kiên nhẫn kiên trì và có cái khuôn mặt khá là à, hiền hoặc là có sự gọi là chân thật ha thì có thể họ rất là muốn bạn hãy có sự đọc sách hoặc nghiên cứu hoặc là học hỏi nhiều hơn phát triển nhiều hơn chăm chỉ nỗ lực kiên nhẫn thì các bạn sẽ có được cái thành tích mà bạn mong muốn thấy là như vậy đây là thời điểm mà các bạn những các bạn là trong cái mối quan hệ mà không được đối xử công bằng không phải là một cái tình yêu thương vô điều kiện luôn bị chèn ép luôn bị kìm hãm luôn bị áp lực luôn bị thao túng thì đã đến lúc các bạn sẽ kết thúc hoàn toàn cái tình yêu không phù hợp đó rồi uhm. đôi khi có những kết thúc bất ngờ bạn nhiều đêm mất ngủ bạn lo lắng bạn bất an bạn sợ hãi bạn buồn bã nhưng mà thực sự tổ tiên rất là mừng cho các bạn khi bạn kết thúc được cái mối quan hệ gì đó mà nó cứ trong vòng lặp nó cứ gọi là tô xít bạn cảm thấy ý, um, nặng nề uhm thì thì đã đến lúc và kết thúc rồi và một cái người xứng đáng một cái người phối ngẫu phù hợp sẽ đến với các bạn nha thấy là như vậy đó ừ. cho nên thời điểm này đừng lo lắng gì cả mọi thứ đã được sắp đặt an bài các bạn vì các bạn cứ đi đúng cái lộ trình mà các bạn được hướng dẫn đi đúng cái uh, cái bản đồ mà ân trên đã hỗ trợ cho các bạn ừ. thông qua cái trực giác là cái la bàn các bạn đó thì các bạn sẽ đi đến đích nha Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký một chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Chào các bạn hai Xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi Tổ tiên muốn nói điều gì với bạn lúc này Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 cái bàn tụ hai là những người rất là yêu thương gia đình cha mẹ yêu thương động vật môi trường nói chung bạn là một người có một cái sự rất là um, tốt đẹp nha yeah. và một người rất là nhiều cái khả năng ăn nói sự thông minh sự khôn khéo sự linh hoạt và có rất là nhiều ngọn lửa sự nhiệt huyết sự đam mê yeah. và có khả năng là một người cũng khá là táo bạo <laughs> bạn là một người đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho uh, cho chất kiểu vậy đây hiện tại có thể là bạn đang gọi là rất là Hiện tại đối với bạn bây giờ tiền bạc là rất là quan trọng với bạn Bạn rất là mong muốn có thật là nhiều tiền Có một cái cuộc sống dưỡng chắc Có thể lo cho gia đình, cha mẹ Và có thể lo cho bản thân của mình Được an toàn trong tương lai Có thể dạo gần đây có rất là nhiều những vấn đề Khiến bạn cảm thấy hơi bị lo lắng ừ. Một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn có khả năng là một người trở thành người nổi tiếng hoặc là một người có thể lan tỏa sự mạnh mẽ hoặc là có khả năng truyền cảm hứng cho người khác với cái sự nhiệt tình và có sự gọi là háo hức của các bạn, à, sự cố gắng của các bạn thì mình thấy có thể bạn sẽ tạo nên một cái chỗ đứng vững chắc trong lòng người khác đó. À, ở đây mình thấy dường như các bạn đã xây dựng một cái nền tảng gì đó khá là kiên cố rồi và các bạn sắp có sự thu hoạch, hoặc yeah. là thời điểm này có thể là các bạn đang gọi là chọn lựa Xem mình nên làm cái điều gì đó để có thể mở rộng, phát triển bản thân nhiều hơn ừ. mình thấy các bạn là những người cực kỳ thông minh Và có rất là nhiều những cái sự độc đáo, đa dạng hoặc là khác biệt so với người khác <laughs> Mình thấy là như vậy Và ngoài ra mình thấy có thể cuộc sống của bạn cũng có thể là hay thấy những cái điều phép màu, sự diệu kỳ đến Ừm đây mình thấy có thể là bạn sẽ là người chiến thắng thành công à, mình thấy có khả năng các bạn là những người có khả năng đạt được những cái thành tựu lớn và có thể là một cái nguồn cảm hứng một người dẫn dắt một cái người lãnh đạo à, một cái người có thể tìm ra được hướng đi cho bản thân cũng như là dẫn dắt để người khác có thể tìm ra được hướng đi cho họ bạn giỏi nhưng mà mình thấy các bạn sống rất là giản đơn hoặc rất là khiêm tốn khiêm nhường bất cứ điều gì mà bạn chạm vào trong cuộc sống trong thời điểm này và bạn có sự quyết tâm lên à, kế hoạch để thực hiện thì chắc chắn các bạn sẽ thành công nha ừ. thậm chí những cái lĩnh vực mà liên quan đến như là à, tình yêu nha kiểu vậy bạn có thể sẽ thành công về mọi hướng mọi mặt đó một số bạn có khả năng là các bạn sẽ không còn một mình nữa đâu các bạn sẽ có một cái sự gọi là có người đồng hành với các bạn trên hành trình phía trước và các bạn có nhiều sự lựa chọn cho nên hãy lựa chọn cho mình một cái người có thể đi lâu dài với các bạn một người có thể biết lắng nghe và có thể hỗ trợ tinh thần cho các bạn à, chứ đừng có chọn một cái người mà họ sẽ cản trở cái quá trình phát triển của các bạn nha mình thấy dường như đây sẽ là thời điểm một số bạn có thể bạn đang cảm thấy khá là đơn độc à, nhưng mà trong thời gian tới dường như mình thấy các bạn có sự phát triển khả năng cái tiềm ẩn của các bạn bạn mở rộng bản thân và có khả năng lan tỏa mạnh mẽ một số bạn có thể là sẽ tìm thấy được gia đình linh hồn của mình những người cùng chung tần số những người cùng chung cái sứ mệnh hoặc là cùng chung cái mục tiêu một đích sống họ sẽ có sự quy tụ xung quanh cuộc sống của các bạn để thúc đẩy để hỗ trợ để nâng cấp cũng như là nâng đỡ tinh thần cho các bạn đó hoặc là chúc mừng cho những cái thành công mà bạn đạt được khi mà bạn biết phát sáng ra thì mọi người sẽ nhìn nhận và thấy được cái ánh sáng đó và có sự gọi là kết nối các bạn ở đây xem coi tổ tiên muốn nói gì với bạn lúc này ở đây mình thấy tổ tiên muốn báo cho bạn biết một cái tin vui đó là các bạn sắp gọi là tận hưởng cái phần thưởng của sự tăng trưởng và gặt hái thành công rồi à, hãy gặt hái những gì bạn đã gieo và tận hưởng những cái thành quả lao động của mình và bạn sẽ có một cái sự phát triển và mở rộng trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của các bạn đó có thể là các bạn sẽ có sự gia tăng tăng trưởng sự dồi dào hoặc là khả năng sinh sản mọi thứ đều xảy ra với các bạn uhm tất cả các hạt bạn đã trồng nó sẽ trở nên sống động và có rất là nhiều phần thưởng sẽ đến các bạn sẽ có được cái sự an toàn và thoải mái về tài chính và nó cho thấy rằng bạn sẽ có quá đủ đầy trong cuộc sống của mình và không còn phải lo lắng nữa ngoài ra nếu như bạn đang thực hiện cái giao dịch kinh doanh hoặc là thiết lập các ý định để tạo ra một cái sự phát triển tài chính thì cái thông điệp cho thấy một cái mức độ thành công đáng kể về tiền tệ đang đến À. có khả năng là có những cái người mang năng lượng nữ họ sẽ hỗ trợ hoặc là những quý nhân đến với các bạn họ mang đến cho bạn mở ra cho bạn những cơ hội dồi dào à, một số bạn thì có thể năng là tiến đến hôn nhân hoặc thậm chí là sinh con đẻ cái ừ. và ngoài ra các bạn được tổ tiên nhắc nhở các bạn hãy có sự yêu thiên nhiên và kết nối với à, mẹ thiên nhiên mẹ trái đất hoặc là kết nối với hoa lá cây cành ha, thiên nhiên cây cỏ trong thời điểm này và hãy biết bảo vệ môi trường thiên nhiên và động vật Ừ. để mọi thứ có sự gọi là tràn đầy sức sống hoặc là bạn sẽ là cái tấm gương để cho người khác con cháu trong nhà có sự noi theo trong cái việc gọi là à, bảo vệ trái đất hành tinh à, một cách xanh sạch đẹp và ngoài ra hãy có một sự biết nhìn xa trông rộng hơn ừ có thể hiện tại mọi thứ nó diễn ra cảm thấy khó khăn nhưng mà bạn hãy biết nhìn xa cái tình hình hiện tại của mình và nâng cao cái sự rung động của bạn và chỉ tập trung vào tình yêu thương thôi. Bạn đang được phát triển cái khả năng thấu thị, đây là cái khả năng không chỉ bạn có thể dự đoán được tương lai mà còn có khả năng nhìn thấy rõ ràng để có thể tạo ra được một cái tương lai tốt nhất cho các bạn. Bạn đang được khuyến khích bởi thiên thần vũ trụ có đấng bảo hộ thiên liên và tổ tiên của bạn để có thể nhìn xa hơn những gì mà đang xảy ra ngay bây giờ đừng cho phép cái tôi hoặc là cái nghi ngờ của bạn nó chơi trò chơi với bạn thay vì thấy mình bị mắc kẹt hoặc là lạc lỏng thì bạn hãy biết rằng bạn đang ở trong một cái không gian chứa đầy năng lượng và trong khi vũ trụ đang điều chỉnh lại cái con đường có lợi hơn cho các bạn và cái thiên thần ánh sáng đang nâng cấp năng lượng của bạn để có thể trải nghiệm À, cũng như là có được nhiều điều thú vị à, bạn đang hướng tới một cái điều gì đó cực kỳ thăng hoa và khai sáng cho nên là bạn hãy bình tĩnh và chỉ tập trung vào cái giải thưởng của mình ha đừng tập trung vào những cái vấn đề lo lắng bất an phiền muộn quá nhiều tập trung vào mục tiêu các bạn thôi ừ. và hãy biết rằng bạn chính là ánh sáng bạn đang được kích hoạt ánh sáng bên trong các bạn một cách mạnh mẽ nhất à, hoặc là kích hoạt được cái sự rõ ràng và bạn chính là cái người gọi là tạo ra uh, cái sự rõ ràng cho người khác. Ừ. bạn nhìn thấy được mọi thứ và bạn có thể tiết lộ giúp cho người ta có khả năng là mở rộng cái kiến thức hoặc là cái tầm nhìn để bản thân không có bị ảnh hưởng bởi những cái điều tiêu cực đang diễn ra hiện tại. cho nên là hãy là ánh sáng ha, đừng để bản thân của mình trở nên tối tăm bằng những suy nghĩ tiêu cực. đã đến lúc các bạn phải phát sáng rồi. các bạn giống như một ngôi sao, các bạn càng trời càng tối thì các bạn càng sáng. Ừ. cho nên là đừng có làm may một hoặc làm đừng có làm gọi là cho ánh sáng của mình nó bị lưu mờ bởi những cái uh, sự nhỏ nhoi tiêu cực hoặc là những cái sự chống đối công kích từ những người có nguồn ánh sáng uh, mù mờ trong cuộc sống của các bạn ừ. Bạn là một người rất là tốt bụng có một cái trái tim rộng mở yêu thương ha Bạn chính là tình yêu bạn rất là đáng yêu và bạn xứng đáng được yêu thương năng lượng của tình yêu nó đang bao quanh toàn bộ thế giới của bạn vào lúc này và các thiên thần đang xoáy quanh các bạn khuyến khích các bạn hãy mở lòng và tiết lộ những cái phước lành mà bạn phải gọi là mang đến chia sẻ cho người khác và bạn sẽ nhận được những cái uh, tài nguyên tương ứng bạn là một người có sự gọi là lòng yêu thương cao độ uh, bạn xứng đáng được cho và nhận tình yêu và ngoài ra bạn đang được khuyến khích chào đón cái sự hỗ trợ từ những người khác hãy học cách tiếp nhận đừng cố gắng tự mình làm mọi thứ nếu như bạn đang thực hiện hoặc là đang có sự kết nối với một cái mối quan hệ xung quanh hoặc là mối quan hệ tình cảm thì các bạn đang được mở rộng cái nguồn năng lượng cho phép các bạn tạo ra một cái kết nối mạnh mẽ với đối tác của mình tình yêu đang trên đường đến với các bạn à, bằng cách các bạn chia sẻ lan tỏ tình yêu sự hòa bình các bạn sẽ thu hút vào trong cuộc sống của mình những cái người mang đến cho bạn cái tình cảm thực sự cái sự ấm áp cái sự yêu thương thực sự và khi mà bạn biết lắng nghe trái tim của mình thì nó sẽ dẫn đường cho bạn có thể gọi là làm nên những cái điều tốt đẹp giai đoạn này không nên phân biệt không nên gọi là chê trách bất kỳ bất kỳ ai hết giai đoạn này cái luân xa trái tim của bạn nó có sự mở rộng mình thấy các bạn sẽ nhìn nhận những điểm yếu những gì đó không tốt của người khác bạn có sự bỏ qua tha thứ bạn chỉ nhận thấy những cái điều tốt đẹp mà người ta có thể gọi là được tỏ ra ở đây từ đó bạn biết gọi là nhìn cuộc đời này với thế giới này bằng một cái cặp mắt yêu thương từ đó các bạn có thể thay đổi được toàn diện nguồn năng lượng của mình giúp cho bản thân của bạn chỉ toàn thu hút những cái điều tích cực khiến cho trái tim của bạn ngày càng cảm thấy hạnh phúc và uh, nhiều niềm vui nhất và ngoài ra các bạn được tổ tiên nhắc nhở là các bạn hãy bao quanh mình với những cái người tích cực và trải nghiệm môi trường khiến bạn cảm thấy an toàn, hãy cầu xin các thiên thần, các đấng bảo hộ thiêng liêng và vũ trụ cũng như tổ tiên của bạn mang lại cho bạn cái sự bảo vệ. Ừ. Nếu như bạn đang cảm thấy một cái vấn đề mà có điều gì đó bạn cảm thấy không rõ ràng, không an toàn thì hãy tin vào trực giác của mình nha. Và đồng thời các bạn cũng nên dành thời gian để mình có thể rút lui hoặc thoát khỏi một cái tình huống nào đó để bạn có thể đánh giá mọi thứ một cách cân bằng nhất và xem coi điều gì sẽ có lợi nhất cho bản thân mình mà không tác hại đến người khác và làm cái điều mà gọi là à, tốt đẹp cho chính bản thân của bạn Hãy biết bảo vệ năng lượng của các bạn đôi khi sẽ có những người công kích chỉ trích các bạn thì vì của các bạn đừng mất thời gian đừng tổn hại chính mình hoặc là lắng nghe những cái sự tiêu cực từ người khác rồi gây ảnh hưởng đến giá trị của mình bạn rất là đáng yêu trong mắt vũ trụ và các ngài muốn bảo vệ các bạn được toàn vẹn hãy cầu xin hãy cầu nguyện hãy mời gọi các ngài bước vào trở thành uh, trở thành vệ sĩ thần thánh cho các bạn giúp đỡ các bạn cho nên là trong bất kỳ trường hợp nào thì đây là cái thời điểm các bạn được kêu gọi hãy có sự có sự bảo vệ năng lượng của các bạn đặt mình trong một cái không gian mà bạn cảm thấy an toàn nhất nha đặc biệt là trong tình yêu cũng vậy Hãy chọn cái tình yêu mà bạn cảm thấy an toàn nhất Chứ không phải một cái tình yêu mà, mà luôn khiến cho bạn mất ngủ Lo lắng, bất an và sợ hãi Và bạn là một chiến binh thực thụ nha Cho nên bạn đừng có sợ hãi nha, Hãy mạnh mẽ, hãy vững vàng Đừng lùi bước Và ngoài ra thì Mặc dù có thể đăng là đôi khi cuộc sống của bạn đã bị bao phủ bởi bóng tối Nhưng bạn chính là ánh sáng cái tinh thần chiến binh bên trong các bạn nó đang tạo ra từ ánh sáng và có khả năng tỏ ra một cái sự sáng rực rỡ đối đầu với bóng tối ừ. một số bạn đang trải qua một cái giai đoạn vô cùng sợ hãi bất an lo lắng và hãy biết những cái điều này nó xảy ra trong cuộc sống của bạn nó đều rất là quan trọng đối với các bạn ừ. bất cứ khi nào mà các bạn cảm thấy sợ hãi thì bạn đang đứng trước một cái bờ vực của một cái điều gì đó to lớn có lẽ là một cái bước đột phá lớn sẽ thực sự giúp cho bạn tiến lên phía trước ừ. và nếu như các bạn gặp một cái tình huống phải đối mặt với ai đó hoặc điều gì đó khiến cho bạn cảm thấy lo lắng thì bạn hãy biết rằng bạn đang được hướng dẫn để gọi cái tinh thần chiến binh bên trong các bạn và đừng có trùng bước và đừng có sợ hãi bởi vì bạn có đủ cái nghị lực để bảo vệ chính mình nha yeah. ngay bây giờ và mọi nơi mọi lúc bạn hãy biết rằng là bạn là một người có khả năng gọi là bước ra khỏi nỗi sợ hãi của mình và tạo ra cái con đường đi cho chính mình uhm. hãy đối mặt với cái nỗi sợ hãi của bạn đi ha. và ngoài ra bạn là cầu nối giữa trời và đất và điều quan trọng là bạn phải biết rằng bạn có một cái sự gọi là kiên cường hãy kết nối hơn với những gì mà bạn có thể nghĩ uhm, tốt cho các bạn Và tất cả mọi thứ mà bạn đang dành cái sự quan tâm và năng lượng vào thời điểm này, nó đang tạo ra một con đường phía trước à, cho các bạn. Có thể một số bạn đã có một số thất bại, nhưng mà bạn hãy chấp nhận nha. Đây là những cái trải nghiệm giúp cho bạn hiểu sâu hơn về bản thân và tinh thần của mình đó. Bạn hãy biết rằng bạn đang được tổ tiên hướng dẫn để hướng suy nghĩ và năng lượng của bạn đến những gì mà bạn muốn phát triển, chữa lành giờ mở rộng. Và xem mọi thứ nó sẽ xảy ra ngay trước mắt các bạn ở đây Cuộc sống của bạn đang di chuyển theo hướng mới Hoặc là sắp tới đây các bạn sẽ có những chuyến đi du lịch Những cái sự thay đổi, chuyển đổi mọi thứ Đến từ thế giới bên trong cũng như bên ngoài cuộc sống của các bạn Cái con đường bạn đang đi có thể là con đường ít người qua lại Nhưng mà hành trình này nó sẽ rất là có lợi Cho cái sự phát triển về tình cảm và tinh thần của các bạn Ừm uhm và hãy nhớ mọi thứ uh, sẽ có sự đơn giản hơn khi bạn có sự gọi là đừng quá áp lực trong mọi việc giảm tải bớt những trách nhiệm hoặc những công việc không cần thiết um, hoặc là những hành lý không cần thiết để bạn có được một cái cuộc hành trình nó nhẹ nhõm hơn thú vị hơn và bạn cũng đang được khuyến khích xem bạn đã đi được bao xa và bạn đã thực sự trưởng thành như thế nào bởi vì cái sự công nhận này sẽ hỗ trợ các bạn tiến xa hơn nữa và có một cái cơ hội tốt trên cái đường đi bạn có thể sẽ có thêm những cái người bạn mới những người sẽ trở thành cái người đồng hành suốt đời với các bạn nha bạn không hề cô đơn bạn luôn được sự hỗ trợ từ tổ tiên ông bà cũng như là thiên thần vũ trụ của đấng Bộ hộ thiên liên giúp đỡ các bạn trong cái quá trình thức tỉnh trong cái quá trình gọi là à, có những cái hướng đi mới mẻ cuộc sống của bạn giống như một chuyến hành trình ha mình không biết điều gì sẽ đến trong thời gian tới nhưng mà bạn hay biết rằng bạn chỉ cần nhắm vào mục tiêu của mình và cứ tiếp tục trên chuyến hành trình của mình và tận hưởng những cái gì mà trên hành trình nó mang đến cho bạn nó sẽ giúp cho bạn có thêm những trải nghiệm cơ hội để có thể gọi là tận hưởng những điều thú vị và mở mang thêm kiến thức cũng như sự sâu sắc và sự thức tỉnh cho chính mình Tổ tiên muốn nói gì với bạn lúc này? Dạo gần đây tổ tiên thấy các bạn thức khuya nhiều quá <laughs> Các bạn thức khuya các bạn có khả năng là cũng không có giữ ấm cơ thể nè. các bạn có sự hời hợt với sức khỏe các bạn cần phải biết sự giữ sự uh, biết gọi là giữ gìn sức khỏe của mình chăm chút cho sức khỏe của mình cũng như người thân của các bạn và ngoài ra thì nhớ đóng cửa sổ khi mà ngủ nha um nó khuya nhiều quá nó khiến cho tinh thần của bạn nó không có ổn định hoặc là nó không có sự sáng suốt và không có nhiều cái ý tưởng và từ đó các bạn bị mất cái năng suất khả năng làm việc của mình nào khiến cho mọi việc nó trở nên gọi là tối tâm ở đây tổ tiên muốn nói gì với bạn lúc này thì mình thấy là tổ tiên muốn nói với bạn rằng tiền bạc đang đến với bạn rất là nhiều nha qua cái quá trình nỗ lực, kiên nhẫn, quyết tâm của các bạn Chắc chắn là tiền tài đang đến với các bạn Và có thêm những cơ hội Tiền tài mới đang đến Và việc của các bạn chỉ cần lựa chọn cơ hội nào phù hợp Để mình có thể đi lâu dài Bạn sẽ có được cái sự ổn, trích, sự ổn định Sự dưỡng chắc về tiền tài, tiền bạc Và đã đến lúc các bạn gặt hái Và thu hoạch lúa rồi ừ, Một viên, một cánh đồng lúa Đã đến lúc các bạn thu hoạch rồi à, Nếu như bạn nào đã kiên nhẫn, kiên trì Đã làm việc hết sức mình Thì đã đến mùa thu hoạch nha yeah. À, ngoài ra thì mình thấy có thể là bạn và gia đình của bạn sẽ được an toàn bảo vệ nè trên cái chiếc thuyền của thần thánh nè Nha, mọi điều kỳ vọng những ước mơ đam mê gì đó trong cuộc sống của bạn nó sẽ được gọi là chiếu rọi bạn sẽ thấy rất là nhiều điều kỳ diệu những cái dấu hiệu hoặc là bạn có khả năng là được phát triển về mặt trực giác hoặc là bất kỳ những dấu hiệu nào bạn nhận được chắc chắn là bạn sẽ thấy được nguyên nhân lý do tại sao bạn lại thấy những dấu hiệu đó thì thường nó sẽ mang đến cho bạn cái niềm hy vọng À, về tương lai ha? ánh cầu vòng xuất hiện với các bạn ở đây không có trời mưa nhưng mà vẫn có ánh cầu vòng à, nghĩa là cuộc sống của bạn có những điều kỳ diệu nó xuất hiện một cách đột nhiên nó bất ngờ và bạn chỉ cần tận hưởng cái hành trình của mình thôi bạn không sẽ không thấy được những điều bất ngờ mà vũ trụ đã chuẩn bị sẵn trên hành trình phía trước cho các bạn đâu cho nên đừng nản chí đừng lo sợ trong thời điểm này cứ tiếp tục dẫn những bước và tiến bước thôi Dạo gần đây bạn thấy rất là nhiều con số lập 777 luôn đó Hoặc là 666 ừ. Các bạn cần phải cân bằng và hãy biết rằng bạn sẽ là người chiến thắng ha. Ngoài ra thì um, bất cứ những gì mà bạn cần thiết Bạn cần sự hỗ trợ thì sẽ được mang đến cho các bạn ở đây nha yeah. Một số bạn ở đây mình thấy các bạn cần phải giữ vững lòng tin lập trường các bạn Mạnh mẽ đứng trên cái con đường Hoặc là mạnh mẽ đứng ở cái vị thế mà bạn đang đứng và cố gắng giữ vững đó giữ dự vững cái đức tin mạnh mẽ cái sức mạnh kiên cường các bạn các bạn sẽ vượt qua được bão tố phong ba có thể dạo gần đây các bạn cảm thấy rất là trên vên hoặc có những cái yếu tố gì đó khiến bạn cảm thấy lạc lõng chơi vơi hoặc là có thể à, mọi thứ nó không đạt được như các bạn mong đợi nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ thành công nha yeah, bạn sẽ có được những món quà những sự trợ giúp những sự hỗ trợ và có được một cái chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho chính mình và chính bạn là cái người chỗ dựa cho chính mình đó À, chỉ cần các bạn lan tỏa tình yêu thương và tập trung vào niềm vui, hạnh phúc và tập trung những gì khiến bạn cảm thấy tích cực và những người yêu mến các bạn. Đừng quan tâm đến những điều tiêu cực bên ngoài hoặc là những cái người tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần các bạn. Nha, bạn tập trung vào điều gì đó thì nó sẽ mở rộng và nó sẽ phát triển à, dồi dào và ồ ạt. Giờ đây một số bạn có khả năng là bạn sẽ chứng kiến cái nguồn tiền tài của bạn nó có sẽ tiến vào cuộc sống của bạn nó rất là ồ ạt và dồi dào luôn đó. À. À, một số bạn ở đây mình thấy có thể là các bạn uh, sẽ chuyển đổi thành công sẽ di chuyển thành công hoặc là thoát khỏi cái giai đoạn là tâm tối mù mờ mù mịt không chỉ bạn thoát mà bạn còn giúp đỡ cho những người khác à, bạn cứu giúp mọi người thoát khỏi cái giai đoạn đen tối trong cuộc sống của họ à, hoặc là bạn sẽ được ơn trên hỗ trợ để bạn có thể được cứu thoát khỏi những cái giai đoạn áp lực và trong trên Cái giai đoạn đấu tranh nó sẽ qua thôi, đừng lo lắng à. Trong thời gian 6 tháng tới có thể là Cái thời điểm mà các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của bạn đầy ơn, ít đầy phước lành Và cảm thấy nhìn lại những gì đã qua Và nhận thấy cuộc sống của mình tràn đầy những điều kỳ diệu Và bạn sẽ biết ơn rất là nhiều Và như mình nói là tiền bạc rất là nhiều nè ha 10 tiền, 7 tiền, một tiền ha, à, có những cơ hội do chính các bạn làm nên, còn có những cơ hội tiền tài bất ngờ, còn có những cơ hội mới về tiền tài vật chất nữa. Ừ. Việc của các bạn bây giờ là hãy cái sự gọi là đốt cháy cái ngọn lửa bên trong các bạn, ừ. à, phát triển niềm đam mê thực sự của mình, nỗ lực cố gắng và chỉ tập trung và lên kế hoạch thực hiện nó, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công thôi. Các bạn chỉ cần giữ ổn định với cái mặt cảm xúc. Các bạn bị nhạy cảm quá hoặc là bạn hơi kỷ, bị kiểu bị thấu cảm. Á cho nên là đôi khi có nhiều điều khiến bạn cảm thấy rất là lo lắng, bất an hoặc là cảm xúc của bạn có sự đông đầy rồi bạn rất là dễ gọi là bị ảnh hưởng. Cho nên hãy có sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc để bạn sẽ đạt đạt đến cái đỉnh cao. À, bạn càng gọi là điều chỉnh hoặc là kiểm soát được cảm xúc của mình thì bạn mới có khả năng trở thành một cái người dẫn dắt và hỗ trợ người khác vượt qua cái giai đoạn bảo tố cảm xúc của họ. Uhm. Đây như mình nói bạn sẽ càng thu hút được rất là nhiều người bao bọc xung quanh các bạn. Uhm sẽ có những người hỗ trợ cho nên các bạn đừng lo lắng à, hoặc là có thể một số bạn sẽ tiến đến hôn nhân đó một mái ấm gia đình hạnh phúc các bạn đừng lo các bạn sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn giàu có đủ đầy vui vẻ sung túc thoải mái à, hạnh phúc an yên ừ, một cái người có sự gắn kết tâm hồn lẫn tinh thần với các bạn cũng như là thể xác với các bạn ở đây một cái người xứng đôi vừa lứa các bạn cho nên nếu bạn đang cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo hãy biết rằng cái thời kỳ đó sắp qua rồi bạn sắp hết ế rồi <laughs> định mệnh đang gọi là mang đến cho bạn những điều tuyệt diệu mà bạn chưa thấy được và nó sẽ đến một cách bất ngờ khi mà bạn không mong cầu quá thì mọi thứ lại đến với bạn một cách bất ngờ và may mắn và vũ trụ đang xoay chuyển mọi thứ đang xoay chuyển cuộc sống của bạn nó đang xoay chuyển và bánh xe số phận nó đang quay rồi cho nên đã đến lúc các bạn thu hoạch Yeah, đến lúc các bạn tận hưởng được quả ngọt yeah. và được hỗ trợ cũng như là hãy có một sự biết chia sẻ biết hỗ trợ nha bạn chính là nguồn cảm hứng để giúp cho người khác có thể đòi được hỗ trợ cũng như là phát triển ở đây mình thấy là một số bạn nếu như bạn có khả trong khả năng của bạn vẫn có thể giúp đỡ người khác bạn có thể giúp người khác qua lời khuyên sự chia sẻ bất cứ điều gì những thông tin bạn biết hoặc là khả năng tài chính của các bạn cho những người đang gặp khốn khó cơ cực Những người đang ở trong cái giai đoạn bảo tố phong ba Bởi vì Những gì bạn chia sẻ cho đi trong thời điểm này Nó sẽ quay trở về với bạn gấp 10 lần đó Cho nên và đồng thời bạn giúp cho tổ tiên của bạn Thoát khỏi cái giai đoạn kiểu như là um, Bạn có sự gọi là tạo nên những phước đức Giúp cho người thân tổ tiên của mình Có sự được hồi hướng công đức nha Và mọi gánh nặng của họ cũng được gọi là Bị tiêu trừ, bị giảm bớt um cho nên cho đi là còn mãi nha à, thời điểm này các bạn được thôi thúc hỗ trợ giúp đỡ những người trong cái vùng bão lũ khó khăn thì bạn cứ làm đi à, nó nó sẽ um, gọi là um, giúp cho cuộc sống của bạn không chỉ dồi dào về cái mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần có về cái mặt tâm linh và còn hỗ trợ cho tổ tiên ông bà các bạn ừ. giúp cho họ vượt qua được uh, cái giai đoạn uh, nghiệp nợ của họ uh, cắt đứt được những cái sợi dây ràng buộc Thậm chí có thể là gấp nhiều lần đó Tại vì các bạn có thể giúp nhiều người Thì sẽ tạo thêm nhiều phước đức nha Bạn gieo hạt giống thì mọi thứ nó sẽ được nảy mầm Cho nên cũng phải biết cân bằng à, Trong sự cho đi và nhận lại Cũng như biết giúp đúng người đúng hướng Thì chắc chắn là bạn sẽ có được cái sự gọi là vững chắc và an toàn về mọi mặt Hoặc cho dù cuộc sống của bạn có biển nước bao quanh Thì bạn vẫn được an toàn dược ơn trên chiếu cố hỗ trợ hoặc giúp cho bạn có được cái trực giác để bạn biết mình phải hành động phải um, đi đúng đường như thế nào để có thể tránh xa những rủi ro hoặc bảo vệ được bản thân cũng như mọi người nha yeah. đây là cái thời khắc định mệnh đó một cái thời khắc khá là may mắn hoặc là khá là tốt đẹp để bạn có thể tạo thêm nhiều công đức phước đức ừ. cũng như hồi hướng công đức cho tổ tiên của các bạn và mình thấy các bạn được rất là nhiều tổ nhiều người thân ông bà tổ tiên rất là thương mến các bạn họ đang cảm thấy được an toàn bởi các bạn bạn bởi vì các bạn tạo phước đức rất là nhiều đặc biệt là ông bà một người bà và một người ông ở đây mình thấy là như vậy và họ sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bạn có thể giúp được nhiều người hơn Mình cảm nhận đây là cái cơ hội ngàn năm có một á. Nếu như bạn có thể bỏ lỡ cái cơ hội này bạn sẽ cảm thấy rất là hối tiếc và hối hận nha. Ừ. Nếu như bạn được thôi thúc làm việc tốt, việc lành trong thời điểm này cứ làm đi ha. Sỏi lỡ trò cho, so đo trời tính ừ. Những việc tốt của bạn nó sẽ được gọi là đáp lại Chắc chắn là như vậy Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha Chào các bạn Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi tổ tiên muốn nói điều gì với bạn lúc này. Và đây là những trò bài chung hay nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi, mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người đang rất là chú tâm quan tâm nhiều đến sức khỏe cũng như là quan tâm nhiều đến à, cái vén dáng vẻ bề ngoài của mình nói chung là các bạn có thể là đang có sự chú tâm hơn vào chính mình về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần có khả năng là trong cuộc sống của bạn có nhiều điều nó diễn ra nó khiến cho bạn có một cái sự được thúc đẩy phải biết gọi là yêu thương và bảo vệ bản thân Hoặc là quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn ha. có thể các bạn đã ngộ ra sức khỏe là quan trọng Ờ, điểm này mình thấy có thể là bạn rất là mong muốn mình có thật là nhiều tiền để có thể giúp đỡ cha mẹ ông bà có thể là cuộc sống của bạn đang trong cái giai đoạn thức tỉnh và đang có rất là nhiều điều khiến bạn cảm thấy có sự gọi là cảm thấy bị mắc kẹt bị mất phương hướng nhưng mà đang dần dần các bạn đang nhận ra được một số điều bản thân của mình cần phải thay đổi à, có những điều gì đó kết thúc trong cuộc sống của bạn để đổi lấy được cái sự thức tỉnh của các bạn cho nên là hãy trân trọng cái sự thức tỉnh này bởi vì nó mang đến cho bạn một cái giai đoạn thay đổi cực kỳ lớn. Và giúp cho bạn có thể đạt được ước nguyện của các bạn đó. Rất là nhiều bạn các bạn có một cái ước nguyện là có một cái cuộc sống độc lập tự do về tài chính. À, tiền bạc và không có sống phụ thuộc hoặc là có khả năng là giúp đỡ cho gia đình của mình thì chắc chắn các bạn sẽ làm được. À, và ngoài ra thì có thể là các bạn giai đoạn này cần phải nghỉ ngơi, thư giãn chăm sóc sức khỏe của mình và biết tính toán cho tương lai các bạn và lên kế hoạch thực hiện những điều mà mình thực sự muốn một cách chu đáo một cách cam kết thì cuộc sống của bạn nó sẽ tràn đầy những cái uh, nguồn dồi dào về tiền bạc nếu như bạn có thể gọi là ý thức được uh, bản thân mình cần phải làm gì và phải cần phải thực hiện mọi thứ như thế nào và cần phải có một sự kiên nhẫn ra sao Ừ, đây sẽ là thời điểm các bạn bước vào cái uh, giai đoạn trở thành một cái người quyền lực Một cái người làm chủ cuộc sống của mình và tạo ra một cuộc sống mà bạn hằng mơ ước Dạo gần đây một số bạn có thể cũng hay ngủ mơ thấy người thân tổ tiên về thăm Hoặc là ngủ mơ thấy đi ăn tiệc trong gia đình Hoặc là ngủ mơ thấy một cuộc sống mà gọi là đủ đầy Hoặc là bạn đang ước mơ về cái điều đó thì chắc chắn uh, Bạn nghĩ trong đầu bạn sẽ có trong tay nha Đây là thời điểm khá là may mắn để ước mơ của bạn trở thành sự thật đó cho nên là đôi khi có những cái điều bất an, tổn thương, buồn bã gì đó trong cuộc sống của các bạn Để đẩy các bạn bước vào cái không gian biến ước mơ trở thành sự thật Chứ không phải là một cái sự đọa đầy các bạn đâu Có thể đây sẽ là thời điểm các bạn thức tỉnh là bản thân mình không thể sống cậy nhờ vào người khác hoặc cha mẹ nữa Mà bản thân mình phải biết tự lập để kiến tạo một cuộc sống riêng và cuộc sống này bạn không thể nhờ vả ai hết ngoài chính mình kể vậy đó ừ. thì một cái sự thức tỉnh sâu sắc và lớn lao các bạn có sự chết đi con người cũ và con người mới được tái sinh ở đây và có một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3. tổ tiên muốn nói gì với bạn lúc này Một số bạn các bạn là những starseed là những linh hồn đến từ những vì sao. Là những người có sứ mệnh trong cuộc sống này gieo mầm ánh sáng và tình yêu thương đến hành tinh và nâng cao tần số rung động của trái đất. Một số bạn các bạn đã thực hiện nhiệm vụ các bạn đang trong cái quá trình thức tỉnh sâu nữa. Còn một số bạn thì có thể bạn mới bắt đầu thôi. Cho nên là thời điểm này giống như là cái thời điểm mà đầu tiên muốn nhắc nhớ các bạn biết cái điều này nha, để bản thân bạn có thể đi đúng đường và phát triển bản thân của mình đúng hướng ừ. để có thể hoàn thành cái nghĩa vụ sứ mệnh các bạn thì chắc chắn những phần quà những cái điều mà bạn mong muốn nó sẽ trở thành sự thật nha đây sẽ là cái thời điểm bạn sẽ giải phóng những cái cũ và những phần còn lại ừ. các bạn sẽ có sự giải phóng tất cả những áp lực và những kỳ vọng đang đè nặng bạn ừ và ngoài ra các bạn sẽ có một cái trạng thái khôi phục trước khi các bạn chuyển sang một cái khoảng thời gian mới bạn là một người đã biết cái gì gọi là nặng nề với mình và điều gì đang kìm hãm các bạn có thể là một con người một hoàn cảnh một giấc mơ vân vân giống như những cái cây nó buông lá và kết trái vào mùa thu thì đã đến lúc những cái chiếc lá trong cuộc sống của bạn những cái cũ kỹ nó phải ra đi khi mà bạn cố chấp bạn cố gắng kiểm soát thực tế thì điều đó không bao giờ hiệu quả À, và khi bạn có sự cho đi bạn tạo cái khoảng trống cho cái mới bước vào cuộc đời của các bạn Bạn đang được hướng dẫn bởi các thiên thần Và giúp cho bạn có thể gọi là giải phóng bất cứ điều gì đang ngăn cản bạn tiến về phía trước Và bạn có thể làm cái điều này Trong cái mùa thu này sẽ là cái thời điểm mở ra cái nguồn năng lượng quan trọng Liên quan đến câu hỏi hoặc là ý định của các bạn đó Nha yeah ở đây mình thấy mẹ trái đất có một cái thông điệp ha, dành cho các bạn đó bạn được yêu thương ừ. và mẹ luôn muốn uh, an ủi các bạn hãy cho phép bản thân của bạn được nâng niu mẹ trái đất đang muốn bảo vệ bạn bằng một cái lá trắng của tình yêu và ánh sáng gần đây có thể là bạn cảm thấy bị choáng ngợp hoặc là mất kiểm soát về mặt cảm xúc nhưng mà các bạn đang quay trở lại cái sự gọi là phát triển tự nhiên của mình uh. Các bạn đang trở lại cái sự minh mẫn và cởi mở hơn Nếu như bạn cảm thấy mình không có bị cái vấn đề gì hết Thì bạn hãy biết rằng Mẹ trái đất ở đây để cắm rễ các bạn Và giúp cho bạn lấy lại được cái sức mạnh của các bạn ừ. Có thể bạn cảm thấy mình không phải là một đứa trẻ Nhưng mà trong mắt của đấng thiên liêng Bạn là một đứa trẻ của ánh sáng Và điều quan trọng là bạn phải biết cái điều đó Và cảm thấy được yêu thương và nếu như các bạn từng gặp cái thử thách đối với mẹ của mình hoặc là với bản thân của mình Nếu như các bạn nào đó đang chuẩn bị làm mẹ Hoặc đang làm mẹ Hãy biết rằng cái nguồn năng lượng Từ cái sự chủ lành của người mẹ Luôn ở bên bạn Để có thể giúp xóa bỏ Một cái tắc nghẹn của tổ tiên Đang ngăn cản các bạn Thực hiện cái nối tình yêu thiên liêng này Bạn đang được hướng dẫn Để có thể đưa ra những cái lựa chọn Dựa trên tình yêu thương nha Thời điểm này các bạn nên quan tâm Nhiều hơn đến ba mẹ các bạn Đặc biệt là mẹ đó Mẹ bạn rất là yêu thương các bạn Hoặc có những cái thiểu um, làm gì đó hãy có một sự hàn gắn chữa lành ừ. bởi vì uh, họ chính là cái nơi tiếp thêm ánh sáng Sự niềm uh, yêu thương hoặc là có những cái va vấp những cái vướng mắc gì đó thì đây cũng là thời điểm các bạn nên hóa giải nó ừ. bởi vì có khả năng là cái vấn đề này nó đã truyền từ nhiều đời nhiều kiếp ông bà rồi đã đến lúc các bạn phải kết thúc cái sự cản trở này trong cái mối quan hệ gia đình các bạn nha. Hãy làm hòa với người thân các bạn, thậm chí họ có đối xử tệ với các bạn thì hãy biết ơn bởi vì họ đã mang bạn đến cuộc sống này để bạn có thể hoàn thành trọn vẹn cái sứ mệnh của mình. Và có thể họ với bạn là có bài học với nhau. Ừ. họ phải đóng vai phản diện với các bạn để bạn có thể gọi là được thức tỉnh để bạn có thể gọi là uh, trưởng thành hoặc là hoàn tất được cái bài học cái cuộc thi của mình bằng cách tha thứ nha. Và những người mà học bài học với các bạn Họ cũng phải trả giá, họ cũng phải tốt nghiệp Và nếu như họ không tốt nghiệp Thì họ sẽ phải mang gánh nặng suốt đời Thậm chí có khả năng là rất là khó để có thể Thoát khỏi gánh nặng này Họ đã chọn cùng với bạn học bài học Họ đã có sự sẵn sàng Cùng bạn vượt qua Thì bạn hãy tha thứ cho lỗi lầm của họ Cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận thấy Những cái điểm yếu, điểm sai của mình để khắc phục nha yeah. Chứ đừng oán giận, oán ghét gì hết bởi vì cái những cái người mà có sự kết nối xung quanh cuộc sống của các bạn những bài học trong cuộc sống cả những người chính diện lẫn phản diện đều là gia đình linh hồn của các bạn nha yeah. biết đâu uh, trong đời sống trước kiếp sống trước họ với bạn rất là yêu thương nhau nhưng mà họ sẵn sàng hy sinh vì các bạn thậm chí họ đã hoàn tất xong bài học nhưng họ sẵn sàng uh, đến với bạn kiếp sống này để hai người cùng nhau học bài học sẵn sàng hy sinh cho các bạn để bạn có thể có được cái sự uh, trưởng thành và thức tỉnh đó và bạn hãy có một sự kết nối với cảm xúc của mình yeah. hãy dành thời gian để bạn có thể hiểu bạn thực sự cảm thấy như thế nào bạn là người có một cái sự nhạy cảm nhưng đó không phải là lời nguyền đó là một cái món quà cho phép bạn nhận và hiểu được cái tin nhắn trực tiếp từ tâm hồn của các bạn uhm. tổ tiên và các thiên thần của bạn muốn bạn biết rằng cái việc cảm nhận những cảm xúc đang trỗi dậy trong bạn lúc này là điều hoàn toàn bình thường ha không quan trọng là cảm xúc của bạn vui hay buồn nó đều là những cái uh, sứ giả mạnh mẽ cho phép các bạn hiểu những gì bạn muốn và cần hãy dành thời gian để bạn có thể hít thở và thừa nhận những cái uh, vấn đề hoặc những cảm xúc chảy qua các bạn thay vì các bạn có một cái sự gọi là uh, khó chịu ừ. và hãy biết rằng trong thời điểm này có những cái thông điệp trực quan những cái gọi là thông điệp mang tính chất tâm linh hướng dẫn được nảy sinh trong bạn rất là nhiều đó ừ và nếu như bạn không biết tập trung vào cảm xúc cũng như tình yêu thương hoặc là sự gọi là trân trọng giá trị của mình cũng như người khác bạn có thể sẽ bỏ lỡ những hướng dẫn quan trọng có thể khiến cho bạn um, thay đổi được cái tình thế cuộc sống của mình đó ở đây là mình thấy cái thông điệp đến từ cái tổ tiên của bạn là đến từ tổ tiên ngôi sao các bạn bởi vì các bạn là những linh hồn um, xuất phát từ những vì sao mà cho nên là Tổ tiên của bạn muốn các bạn hãy chú ý đến những cái thông điệp trực tiếp từ tâm hồn của mình. Các bạn sẽ kết nối được với tổ tiên của bạn khi mà bạn nhìn lên bầu trời sao. Đôi khi một số bạn các bạn nhìn lên những cái ngôi sao các bạn cảm thấy nhớ nhà hoặc là cảm thấy có một cái nơi ở ở trên đó thì có thể như mình nói, bạn xuất phát từ đó và tổ tiên các vì sao của bạn đang nhắc nhở các bạn rằng bạn có sự hỗ trợ từ thế giới khác và bạn bè của bạn từ các vì sao có thể giúp cho bạn nếu như bạn sẵn sàng được giúp đỡ họ có thể hỗ trợ bạn trong việc kết nối và đi theo tiếng gọi sâu thẳm nhất của tâm hồn các bạn có một cái mục đích sâu sắc hơn cho cuộc hành trình của con người bạn à, bạn không chỉ được sinh ra với mục đích à, là trở thành một cái người con người sống một cuộc sống bình thường trần tục bạn được sinh ra có mục tiêu đàng hoàng có sứ mệnh đàng hoàng bạn được sinh ra để trở thành một cái ngọn đèn sáng trên thế giới này và có rất là nhiều những cái thế lực tâm linh ủng hộ các bạn gửi cho bạn những cái làn sóng năng lượng để hướng dẫn cho bạn vào lúc này à, những cái thông tin và những cái nguồn cảm hứng đến với bạn gần đây không phải là thông tin mới mà đó chỉ là những cái sự kích hoạt những cái kiến thức cũ những cái sự thông thái cũ của các bạn cảm giác mà bạn bị lôi cuốn theo một cái hướng dẫn cụ thể là một cái sự đánh thức một cái khía cạnh của tâm hồn các bạn các bạn đang được hướng tới một cái con đường sẽ không chỉ thắp sáng bạn mà giúp cho các bạn có thể thắp sáng cái góc thế giới của mình ừ. hãy tiếp tục theo cái hướng dẫn của vũ trụ đang đến theo cách của các bạn nha và hãy có sự vượt qua cái giới hạn của bản thân mình hãy tin rằng điều không thể điều có thể với các bạn nha ừ bạn đang ở trong một cái giai đoạn có nhiều phép lạ đến với mình Tất cả những ước mơ, những khát vọng của bạn đều nằm trong tầm tay của bạn Và bạn đang được hướng dẫn để có thể tập trung vào tầm nhìn của các bạn Những thiên thần đang ở bên cạnh các bạn, động viên các bạn và tổ tiên cũng như vậy Không có gì mà bạn không thể có hoặc là không đạt được nha Và lúc này có một cái cơ hội để bạn có thể chữa lành vết thương cũ Hoặc là những cái khuôn mẫu thiếu thốn hoặc là cảm thấy không đủ tốt uhm trước đây có thể là bạn thường không có thể nhận ra được cái giá trị của mình và tin rằng bạn xứng đáng nhận được những cái phước lành thì cái sự khôn ngoan của các thiên thần cũng như tổ tiên đang nhắc nhở các bạn rằng bạn là một tia sáng vô hạn và đáng kinh ngạc của vũ trụ à, vũ trụ luôn ở bên trong các bạn bạn tài năng tràn đầy sức mạnh và có những cái khả năng cần thiết để biến những ước mơ ngông cuồng nhất của mình trở thành hiện thực đó và khi mà bạn bắt tay vô thực hiện thì các bạn sẽ hái được cái quả ngọt nha yeah. bạn um, nếu đi theo con đường mà được thôi thúc và cố gắng phát triển làm tạo nên những giá trị cho cuộc sống của mình cũng như người khác thì các bạn sắp tận hưởng những cái phần thưởng tăng trưởng và gặt hái thành công ừ. các bạn sẽ có một cái sự phát triển và mở rộng trong tất cả lĩnh vực cuộc sống của mình à, bạn sẽ có một cái sự dồi dào sự gọi là phủ rộng những giá trị về tài chính hoặc là các khả năng sinh sản nữa tất cả những cái hạt mà bạn đã trồng nó sẽ trở nên sống động và có rất là nhiều phần thưởng sẽ đến một số bạn sẽ có được những sự gọi là thoải mái an toàn về tài chính và các bạn có sự đủ đầy sự dư giả hoặc là bạn có khả năng là sẽ có một sự mở rộng phát triển nhảy bén hơn về kinh doanh hoặc là có những cái nguồn lợi nhuận đối với mình các bạn sẽ có một cái sự thành công đáng kể về tiền tệ và ngoài ra các bạn còn có được những cơ hội dồi dào khác nữa thậm chí một số bạn sẽ tiến đến cầu hôn, kết hôn hoặc là sinh con. Các bạn đang được uh, tổ tiên hỗ trợ để bạn có thể kết nối với thiên nhiên, kết nối với các lực lượng, lượng cao hơn của thần thánh um, để các ngài có thể hỗ trợ trong cái hành trình uh, cuộc sống của các bạn. Ở đây thì mình thấy là các bạn là những người bảo vệ trái đất này. <laughs> Hãy dành thời gian để bạn kết nối sâu sắc với năng lượng của trái đất để bạn có thể cảm thấy được cái sự hỗ trợ và bạn có sự gọi là tỉnh táo để đưa ra những quyết định dựa trên sức mạnh và sự chính trực của mình. Ừ. Bạn là những thiên thần trái đất đó. À, những người mang lại những cảm giác vững chắc và mạnh mẽ. Ừ. Bạn có sứ mệnh bảo vệ hành tinh và môi trường này cũng như động vật nha. Yeah. Và ngoài ra ở đây thì mình thấy là Các đội ngũ thiên thần đang giúp cho các bạn có thể biết ước mơ của mình trở thành hiện thực Và bạn phải thực tế với cuộc sống của các bạn Nếu như bạn đang dọn dàng hoặc là vội đưa ra quyết định gì đó Hoặc có những cái hành động gì đó mà không suy nghĩ kịp thời, không cẩn thận, không chu đáo Thì bạn rất là dễ bỏ lỡ hoặc là dễ chán nản khi mà bạn không có được cái sự gọi là phát triển hay mình mong muốn nha yeah. Hãy dành một chút thời gian để bạn có thể bình tĩnh và lấy lại cái uh, sự cân bằng trước khi các bạn tiến hành một cái điều gì đó nha Hãy xem xét những gì cần thiết cần phải làm Điều quan trọng là gieo những hạt giống sẽ phát triển thành một cái điều gì đó đẹp đẽ hơn à, Tốt hơn là hãy gieo hạt giống của sự gọi là nảy mầm những cái giá trị cao đẹp hơn là các bạn gieo những cái loại cỏ dài mà bạn phải đối phó với nó sau này đó bạn chính là cái người tạo nên ha cái sự hòa bình đó cho nên là các bạn cần phải buông bỏ cái nhu cầu phải đúng hãy chọn hòa bình và hạnh phúc hơn là bạn cần phải chiến chứng minh với mọi người bất cứ điều gì ha. thay vì các bạn cố gắng chứng minh một cái quan điểm hãy tiết kiệm năng lượng của bạn cho những gì thực sự quan trọng bạn có thể hơi cảm thấy căng thẳng do một cái tình huống nào đó Đôi khi có thể có những sự tranh cãi hoặc có những cái sự công kích mà bạn rất là muốn chứng minh à, rằng bạn đúng đắn hoặc là bạn muốn chứng tỏ quan điểm của mình và nói lên sự thật. Nhưng mà bạn đang được nhắc nhở bởi triết tội tổ, tổ tiên của bạn rằng sự thật sẽ luôn được tiết lộ cuối cùng. Vào lúc này điều quan trọng hơn là tránh những cái cuộc tranh cãi hoặc là những cái thảo luận sôi nổi mà bạn biết rằng mình sẽ thua trận. Và có nhiều quyền lực hơn trong cái việc lựa chọn tiến lên từ một cái quan điểm cao hơn. Điều này sẽ cho phép bạn kết nối sâu sắc hơn với sự hướng dẫn bên trong và cái trực giác sẽ dẫn các bạn tới cái sự chủ lành của toàn bộ tình huống cùng với bất kỳ những vết thương nào mà có thể gây ra cho các bạn. Hãy chọn hòa bình nha. Sự hòa bình đang kêu gọi các bạn đó, cho nên là thời điểm này đừng có tranh cãi mâu thuẫn mất thời gian. Bớt nghe bớt nói, bớt nhìn cho đời thanh tịnh cho lòng mình bình an nha đây các bạn là những người có khả năng rất là sáng tạo hoặc là bạn có thể tạo nên một cái bản ước mơ của bạn bởi vì bạn sẽ có khả năng biến ước mơ trở thành hiện thực bạn là một người rất là giỏi bạn không chỉ tạo được một ước mơ bạn tạo ra rất là nhiều những ước mơ có khả năng phát triển mở rộng rất là nhiều lĩnh vực cho nên đừng có đới đừng có giới hạn là kìm hãm chính mình hãy cho bản thân của mình được gọi là tung bay và tỏa sáng ừ. hãy làm những gì mà bạn cảm thấy vui cảm thấy được thúc đẩy cảm thấy uh, trở nên gọi là uh, hào hứng nhiệt tình với nó nha yeah. đặc biệt là mình thấy có thể là bạn nên phát triển khả năng ăn nói khả năng gọi là uh, diễn đạt hoặc là cái khả năng giao tiếp khôn khéo của mình mm. uh, đào, uh, có sự đầu tư vào kiến thức ha, sự khôn ngoan hoặc là học hỏi từ những người khác mm. thì với cái khả năng tài năng các bạn có thể năng là các bạn sẽ tạo nên một cái chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho người khác hoặc là bạn có thể tạo nên một cái thành tích một cái đỉnh cao hoặc là một cái đế chế riêng cho chính bạn mm. Và đồng thời hãy có một cái trạng thái nho nhã, tinh tế, nhẹ nhàng, ân cần với mọi người nha Và những cái sự chống đối, sự chỉ trích gì đó, cuộc sống của bạn nó sẽ được mau trôi qua Và cuộc sống của bạn nó có sự yên ả, yên ấm hơn Và một số bạn ở đây sẽ có sự chuyển đổi, chuyển đổi nơi ở, chuyển đổi công việc Bất cứ sự chuyển đổi ngay bây giờ đó là điều cần thiết cho các bạn Hoặc là bạn sẽ có một cái hành trình phát triển mặt tâm linh ở đây mình thấy cái khả năng bạn sẽ là một cái nhân tố giúp cho những người khác có thể tạo nên những cái giá trị tốt đẹp nếu như các bạn đang là những cái người rất là thành công những người có tiếng nói thì đây là thời điểm tốt để bạn có thể giúp cho tổ tiên ông bà các bạn có thể vượt qua được những cái uh, chướng ngại vật hoặc là có được cái sự kiểu thoát được những nghiệp nợ nghiệp chướng bằng cái sự gọi là tích phước đức và hồi hướng công đức cho người thân của các bạn Yeah, bằng cách các bạn có thể lan tỏa giá trị tốt đẹp như là bạn có thể kêu gọi hoặc là bạn là một cái tấm gương hỗ trợ người khác trong khả năng của các bạn về lời khuyên hoặc động viên hoặc là bất cứ điều gì mà có thể sang sẻ chia sẻ giúp cho những người đang ở trong cái giai đoạn gọi là bão lụt bảo lũ ở đây uhm. bạn không chỉ gọi là giúp cho người khác bạn còn giúp cho chính mình nữa đó đây là cái thời điểm tốt để các bạn có khả năng gọi là uh, giải tỏa những nghiệp chứng của các bạn nha đây là cơ hội rất là tốt bởi vì mình có thể giúp được rất là nhiều người và tổ tiên ông bà của bạn cũng sẽ rất là tự hào về cái điều đó Và mọi người sẽ có được cái con thuyền ha Vượt qua được bão tố phong ba Mọi người sẽ được an toàn Cho nên đây là cái thời điểm mà bạn có khả năng là phát huy Được cái sự gọi là bảo vệ Nâng cao giá trị hoặc bảo vệ hành tinh Hoặc là giúp đỡ Tạo nên những cái điều gọi là uh, Xứng đáng Cũng như là thực hiện được cái nhiệm vụ Cái sứ mệnh của các bạn rồi bất cứ bất cứ điều gì dù cho nhỏ nhặt nhất nó cũng sẽ góp phần tạo nên một cái chiến công thắng lợi cho các bạn ở đây ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật nha cho nên bất kỳ những điều gì bạn ước mơ những gì bạn nói ra những gì bạn khẳng định chắc chắn bạn sẽ thu hút vào trong cuộc sống của bạn đặc biệt là mình thấy các bạn sẽ có rất là nhiều tiền đây là thời điểm các bạn có khả năng gọi là tạo phước đức và những phước đức này sẽ giúp cho bạn thu hút được rất là nhiều những nguồn tiền tài chín tiền 10 tiền đây còn những cái khoản tiền rất là lớn ha một cuộc sống độc lập à, tiền đến từ những cái nỗ lực cố gắng quyết tâm của các bạn cũng đến từ những cái mơ ước hoặc là những cơ hội à, may mắn gì đó đến với các bạn ở đây à, và ngoài ra thì mình thấy cái khả năng các bạn như mình nói cái việc mà bạn có sự báo hiếu gia đình các bạn có sự gọi là ân cần tha thứ cho mọi người và có một cái trạng thái hài hòa Tốt đẹp nó cũng giúp một phần cho cái quá trình thăng tiến của Miu phát triển hoặc là giải quyết được những cái bài học của các bạn ở đây một số bạn có thể là bạn còn đón nhận được một cái tình yêu ừ, giai đoạn này bạn tạo phước nhiều bạn sẽ rất là nhiều những phước lành liên quan đến tiền bạc liên quan đến tình yêu một cái tình yêu ngập tràn hạnh phúc <laughs> một cái có khả năng một số bạn sẽ gặp được đối tác đối tượng gọi là kết hôn với mình luôn đó À, một cái người có gia cảnh khá là tốt đẹp hoặc là kiểu hai người có một cái sự tạo nên một cuộc sống gia đình hạnh phúc giàu có đủ đầy. Ừ. Nhưng mà các bạn cần phải thực tế mà các bạn không thể nào ngồi mơ được, các bạn phải bắt tay vô lên kế hoạch và thực hiện những điều mà bạn được thúc đẩy được được hướng dẫn. Ừ. Bạn phải phát triển bản thân mình trước, tạo nên cái ánh sáng. À, bạn là một cái ngọn đuốc sáng thì người ta mới có thể thấy ánh sáng của bạn, họ bị thu hút và họ bước vào cuộc sống của các bạn. Như các bạn không thể nào gọi chạy đuổi theo ánh sáng được mà bạn phải là cái người có ánh sáng và thu hút ánh sáng phù hợp với các bạn ở đây yeah. nha. Những cái khó khăn sẽ vượt qua được thôi, đừng lo lắng bất an phiền muộn ha, các bạn sẽ cảm thấy nhiều niềm vui và hạnh phúc hãy tập trung vào niềm vui và hạnh phúc thì nó sẽ được nhân đo nhân 10 trong cuộc sống của các bạn ừ. và tất cả nhân mong ước của bạn sẽ được hiện thiện thực hóa nhưng mà trước tiên mình hãy làm một cái điều gì ở đó mà mình cảm thấy được thôi thúc nhất lên kế hoạch và thực hiện nó một cách chăm chỉ, siêng năng và cam kết và không nản chí thì chắc chắn các bạn sẽ có được một cái vụ mùa bội thu vô cùng lớn. Đấy là như vậy. Và các bạn cũng cần phải biết nghỉ ngơi, giúp đỡ cho bản thân của mình, yêu thương bản thân của mình, chăm sóc chính mình. Bạn có thì bạn mới có thể gọi là cho. Cho nên là mình phải có sức khỏe trước, mình cũng phải có được cái sự gọi là tin tưởng mạnh mẽ và có sự vững vàng mình có thể giúp đỡ được cho mọi người còn nếu như bạn bị kiệt sức thì không giúp được ai hết mà bản thân bạn cũng bị đuối luôn và hãy tập trung vào điều mình muốn chứ đừng có để bản thân của mình bị phân tâm quá nhiều nha đặc biệt là mình nói rồi sức khỏe là quan trọng của bạn và gia đình của các bạn nha có những cái khó khăn của bạn sẽ có quý nhân xuất hiện hỗ trợ các bạn bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ trong cộng đồng hoặc là trong bạn bè hoặc gia đình cho bạn lời khuyên hay gì đó vân vân những người bạn cảm thấy có thể tin tưởng được những người có cùng chí hướng với các bạn chứ không phải là những cái người gọi là cứ gọi là uh, đẩy bạn ra sang mục tiêu của mình những người luôn từ chối luôn phủ nhận các bạn thì các bạn cần phải chọn đúng đối tác để có thể đi trên chiếc thuyền này không thôi có khả năng bị lật thuyền <laughs> kiểu vậy ha một số bạn ở đây sẽ có gia đình sẽ có con có cái sẽ có một tương lai tốt đẹp cho nên bạn đừng có lo lắng và cuộc sống của bạn đang chuyển đổi để giúp cho bạn trưởng thành và phát triển về mặt tinh thần, phát triển bên trong của bạn, bên trong bạn phát triển bên ngoài cuộc sống của bạn nó mới mở rộng được nha. Bà hãy lắng nghe trực giác của mình nha, à, nó rất là mạnh mẽ. Ăn uống hợp lý cũng như đưa ra những lựa chọn hợp lý cho bản thân của mình, những gì phù hợp với mình nhất. Còn những gì không xứng đáng, không trân trọng giá trị của bạn, các bạn có quyền lướt và tránh xa à, để tránh bị mất năng lượng rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn